Thì câu hỏi là ốc bươu vàng từ đâu tới? Thì tạo cái ốc bươu vàng từ đâu tới em? À, hồi trước là ốc bươu vàng từ nước ngoài vô thầy, rồi người ta Là mua nước về người nào? ta nuôi nuôi giống như nuôi cảnh vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó từ nước ngoài là nước nào? Dạ chính xác là ở Brazil thầy, thủ Đúng đô của rồi. Pelé. Không phải thủ đô nước Pelé. Nước Pelé là thủ đô. Ê, các bạn thấy hình ảnh ốc bươu vàng từ đâu tới? Nè. Thì cái ốc bươu vàng là cái người ta gọi là một cái sinh vật ngoại lai đó không? Cái nó trước đây nó trước năm 80 không có Việt Nam. Thấy không? Trước năm 80 không có Việt Nam thì nó ở đâu nó có? Đầu tiên nó xuất phát từ các bạn thấy nè, nó cho trong đỏ chỗ này nè, nó từ Brazil đó, rồi nó đưa lên Bắc Mỹ nó nuôi, rồi Bắc Mỹ mới nhập qua châu Âu, không Europe nè, chỗ này nè, rồi châu Âu này mới chuyển qua châu Á, không châu Á nhất là Đài Loan á, Đài Loan chỗ này, Đài Loan sau đó là mới dân nhân Đài Loan mới đem ốc bươu vàng vào Việt Nam để nuôi để xuất khẩu, không họ lập hai cái nhà máy, một ở Củ Chi, một ở Kiên Giang. Mình gọi là nhà máy thật ra là cái trại nuôi nuôi ốc đó, họ mở quy mô ở An Phú Đông, ở Củ Chi khoảng hai hai ba hecta, Kiên Giang cũng khoảng 1-2 hecta. Khi nuôi rồi thì ốc nó to lắm, ốc nó khoảng một con nó bằng khoảng một cái nắm tay mình. Nhưng lúc đó thì xuất khẩu không được, bởi vì họ đến xuất khẩu nhưng mà xuất khẩu không được bởi vì cái thịt ăn không có ngon, thế họ bỏ. Họ bỏ chỗ mua bàn từ đó lan ra thôi, lan ra Việt Nam thôi đấy. Thì các bạn thấy từ đó mua vàng nhiễm ở số nước châu Á nè, Đài Loan nhiễm trước năm 80, thấy không? Philippines 80, Nhật Bản rồi Trung Quốc rồi tới Việt Nam. Thì Việt Nam khoảng 1988 88 đến 10 nó bắt đầu khó thôi, bắt đầu năm 90 bắt đầu nó bùng ra ở Thái Lan, ở Lào, bây giờ khắp ở đây là chỗ nào cũng có ha, Malaysia rồi bên Myanmar rất nhiều đó. Thì bạn thấy một số ở nước châu Á là như vậy. Ở bưu vàng ở thế nào ở châu Á này ha, ở Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, ở Lào, Campuchia và Việt Nam 1988 bùng phát lên là khoảng 1990 đến năm 1900, khoảng năm 95 96 gì đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới nói là bây giờ bằng một, lúc đó đã muộn rồi các bạn, ốc bươu vàng đã lây lan theo dòng nước kinh rạch lan tràn hết cả đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu nó lên miền Đông Nam Bộ, lên đến ta Nam Trung Bộ, lên đến Duyên Hải Bắc, Duyên Hải nè, rồi Nam Trung Bộ, rồi Duyên Hải Bắc Bộ. Thì có thể nói là giờ nó đang tràn khắp Việt Nam và người ta xác định là không thể nào giữ mua vàng hết đó, là phải sống chung với nó thôi, sống chung với lũ đó. Thì mình nói tiếng Anh là tiếng Anh là cái căn cước công dân nó là gì, phải không? Công dân nó là thì tiếng Anh đó là Golden Apple Snail, tức là con ốc mình giống như quả táo mà vàng. Nhưng mà các bạn sẽ hỏi là bây giờ nó đâu có màu vàng nữa, nó màu đen mà, đúng không? Đúng rồi. Hoặc là Golden Maraco Snail. Maraco tức là phép lạ. Thì bắt đầu ta nghĩ là cái con này nó sẽ mang lại một cái nguồn thực phẩm cho người nông dân, cho nên nó gọi là một phép lạ. Thấy không? Thì bây giờ nó không phải là phép lạ nữa mà nó là một cái tai họa rồi, đúng không? Cái tai họa cho nhà nông khắp thế giới luôn chứ không phải Việt Nam không. Thì ngành đó là ngành nhuyễn thể không? Mollusca. Thấy không? Đó thì các bạn thấy là cái tên loài tên của nó là Pomacia Canisulata. À. Đó. Bây giờ mình nói đến sinh học bướu vàng, thì sinh học bướu vàng nó sống ở đâu? Ăn cái gì? Cái cơ thể nó cấu tạo sao? Nó phân biệt được cái thế nào? Ốc bươu vàng nó hai kiểu nó bắt cặp thế nào? Nó có lai hay không? Vòng đời nó thế nào? Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái đặc điểm như vậy. Thì sống ở đâu? Ốc bươu vàng ha. Chỉ vàng chỉ sống ở dưới nước thôi các bạn. Ủa, ai làm mà hình to lên đẹp quá ta? Đó. Ốc bươu vàng sống ở đâu? Sống dưới nước hay trên cạn? Ốc bươu vàng có sống trên cạn không các bạn? Không có, phải không? Ốc bươu vàng chỉ sống ở dưới nước. Trên cạn.
mua vàng không sống được, thấy không? Đấy. Nhưng mà có thể tiềm sinh nha, có thể sống ở đó 1-2 năm á. Bây giờ nước phèn, nước lợ, nước mặn, nước ngọt nó sống ở đâu? Nước nước phèn có ốc không bạn? Các bạn, bạn nào ở Đồng Tháp 10 ấy, ở Đông An cho biết là nước phèn có ốc không? Ha, không có được ha. Nước phèn không có ốc. Nước lợ có ốc Nước lợ khoảng 2-3 phần ngàn cũng không có ốc nữa. Nước mặn thì không sống được. Như vậy ốc bươu vàng chỉ sống ở dùng nước nước ngọt mà thôi, phải không? Còn nước ô nhiễm sống được không? Nước ô nhiễm không sống được. Giờ trời lạnh á, sống được không? Thấy không? Mà tháng người Bắc giờ nó ốc đầy 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 rẫy mà. Bên Nhật nó lạnh, nó tuyết đó. Đài Loan nó lạnh, có tuyết đó, nhưng mà vẫn có ốc. Thấy không? Tức là ốc bươu vàng nó sống, vẫn sống được ở nhiệt độ lạnh. Còn lạnh bao nhiêu? Thấy không? Thì khoảng chừng 10 độ, 5 độ, 10 độ vẫn sống được. Ốc có ngủ đông không? Có sống tiềm sinh không? Đấy, câu trả lời là có, đúng không? Bởi vì khi các bạn mình trồng lúa đó, các bạn thấy là khi mình trồng rồi mình thu hoạch rồi, cái ruộng nó khô nứt nẻ rồi, có ốc đi đâu á? À, nhưng mà sau đó khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta gieo cấy một cái vụ mùa mới, sau đó vài ba tháng, à, thậm chí cả năm, ốc không biết ở đâu nó đòi lên. À, như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ốc khi mình hết nước á, nó vùi xuống đất sâu. À, sống tiềm sinh ở đó. Tiềm sinh nghĩa là không cần ăn uống gì hết, sống nhờ những cái chất dự trữ có sẵn của cơ thể. Rồi khi mà chúng ta có một vụ mùa trở lại, à, bắt đầu nó trồi lên, nó cắn phá trở lại, thì nó giải thích cái câu hỏi của nông dân là ở đâu nó có vậy, à, nó chui xuống đất chui bao lâu, chui bao sâu, phải không? Các bạn nào có để không, có để mình chú ý nó chui đâu, đào lên coi không? À, thì nó chui xuống có thể là khoảng 10 đến 15 cm các bạn. Thành ra mình đi cày bừa đó, cái lưỡi cày mình xuống khoảng mấy cm là đã táo. Táo ơi, Dạ. cái lưỡi cày mình cày dưới đất đó, nó xuống sâu bao nhiêu? Dạ có hai có nhiều loại lưỡi cày thầy, có cày úp á thì nó khoảng xuống khoảng 2 tấc thầy, mà còn mà cày thường á thì nó xuống khoảng từ 5 tới 10 phân à thầy. Đúng rồi, nó khoảng từ, tôi thấy khoảng từ 3 đến 5 phân thôi, 10 phân là máy mạnh lắm á. À, thì ốc nó xuống khoảng dưới khoảng 10, 5 đến 10, nhưng mà mới mình cày cạn là nó không có giết nó được, phải không? Người ta đốt đồng, đốt đồng thì mình thấy đốt đồng chắc ốc nó chết, nhưng mà bởi vì các bạn thấy rằng là ở trên cái rơm rạ đó, khi mình đốt nó lửa cháy rất là nhanh, cái ào qua cái thôi mình đã có không thể hấn gì hết, không mình đốt độc ảnh hưởng gì hết. Bây giờ trả lời cái gì, nó ăn cái gì, ăn cái gì? À, ăn sắt bã thực vật, sắt bã hữu cơ, ăn thịt, ăn cám gia súc, ăn cái gì? À, mình nói là con ốc bươu vàng nó ăn cái thực vật mềm, chẳng hạn như cải, xà lách, rồi rơm rạ, là cái mạ giò non này, rồi những cái sắt bã thực vật ăn hết. Đúng rồi, ốc bươu vàng ăn tạp, ăn thực vật được. Hồi xưa tôi làm thí nghiệm á, tôi cho nó ăn thịt đó, mình cho thịt bò vô đó, nó ăn luôn á các bạn. Rồi khi mà nó đói và nó Recording ăn in được, progress. rồi khi nó đói và nó có thể ăn luôn đồng thịt đồng loại nó luôn, thấy không? Thành ra mình nói ốc bươu vàng không phải chỉ ăn thực vật không nha, tạp luôn ha. Nhưng mà vô giải cho cám gia súc á, cám đường heo nó bán luôn. Rồi con ốc bươu vàng đó thường thường mình thấy là nó phá hại cái lúa cấy hay lúa 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 sạ các bạn hả? Ai ai trả lời được câu hỏi này? Ốc bươu vàng nó hại nhiều là làm cái lúa cấy hay lúa sạ? Ai trả lời được câu hỏi này? Nó hại nhiều lúa sạ hơn lúa cấy thầy ơi, Đúng rồi, tại sao vậy? tại vì cái lúa sạ nó lên nó non mơn mởn rồi thầy, ăn nó Đúng ngọt, rồi, còn kia cũng đúng nó rồi, cấy nó bén nó ăn đứt lưỡi nó không ngon. đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà như vậy thì khoảng bao nhiêu cái mạ, khoảng bao nhiêu tuổi thì cái ốc của bạn nó không ăn ngại được?
cây mạ tiếng không phải động mà trên trên 20 trên 25 ngày thầy là nó ăn không được đúng thầy. rồi đúng rồi đúng rồi cái mạ đó các bạn, cái mạ mình từ trên 20 ngày đó là có ốc bươu vàng nó không thích nữa, thành ra các bạn thấy là giả sử mình cấy mình xạ đó mà Sao cái em bị đây 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 mình là xạ đó mà nó khoảng 20 ngày có ốc thì nó cũng ăn không ăn gì hết, bởi vì cái răng của nó đó mình nó tạo thành cái răng của nó đó, ốc mà nó có răng nó có một cái hàm chitin thì nó sẽ không cạp được thức ăn đó, thành ra là sau 20 ngày thì coi như chúng ta không phải lo, phải không? Và thường thường gây hại trên lúa xạ như hơn lúa cấy nó có gây hại được nhưng rất là hiếm ha. Thì tại sao người ta gọi ốc bươu vàng là một cái cỗ máng nhiều thức ăn, phải không? Vì nó ăn suốt ngày đêm các bạn, 24 trên 24 dữ lắm à, nhất là ban đêm ăn dữ lắm. Thì mình trả lời được câu hỏi này ha, ăn tạp ha, thường thường phá hại trên lúa xạ nhiều hơn là lúa cấy. Ốc là nó lưỡng tính hay là đơn tính, thấy không? Cái chuyên đề trước mình nói là ốc á, thì có đa phần là đơn tính, thấy không? Đa phần là đơn tính tức là nó không có được cái, thấy không? À, không có được cái và tự con ốc nó sẽ tiết ra cái trứng, cái tinh trùng thụ tinh với lại cái noãn đó để nó đẻ con. À, đa phần ốc lưỡng tính nhưng mà con ốc bươu vàng nó lại là lưỡng tính, tức là nó có con đực có con cái đúng không? À, có đực con cái đó vậy đó. Giờ làm thế nào phân biệt được cái đây các bạn thấy đây ha, các bạn thấy đây cái con đực các bạn rất là dễ biết đó không, cái con đực á cái vỏ này, cái phần này nè nó lài ra. À, còn con cái đó, cái bên tay phải mình nè là cái mình nói cái vỏ nó húp vào. À, một con đực nó thải ra, nó lài ra chỗ này nè, lài ra thì các bạn bằng cầm ốc lên á, mình làm ốc thì mình đưa ra mình xem, mình chưa biết được cái hết, mình thử mình coi thì cái thằng con nào cái mép của nó lài ra đó, chỗ này nó lài ra nè, đó là con đực, còn cái này nó húp vô cái. Thì cái đặc tính này giúp giúp cho hai con nó bắt cặp với nhau cho nó sát, phải không? Dễ bắt cặp đấy nha. Đây các bạn thấy nè, đây cái hình bên dưới nè, đây chỗ này nè, con đực nó lại ra nè ha, con cái nó ụp vô, phải không? Để khi hai con nó bắt cặp với nhau thì nó ôm sát với nhau, phải không? Rồi có ốc đực á, cái ốc đực á thì con thấy là cái nắp miệng nó vỡ lên ha, và trên này nó có cái nắp chỗ này nè, nó vỡ lên, nhô lên, phải không? Và trên này các bạn sẽ có những cái vạch đen á, và nó đóng cạn tức là nó nằm sát cái mép này, không? Còn ốc cái như mẹ nói là cái nắp cái mạng này nó cụp vào, à, cái nắp này nó không phải nó lồi lên như con đực này, nó lõm xuống, thấy không? Và nó nằm dưới sâu, nó lõm xuống, nó nằm dưới sâu, chìm dưới sâu, con này nó lên, ha. Đó. Thì ốc đực thường thường mình nuôi trong một cái lứa nó nở ra đó, trong ổ Xin trứng lỗi nở anh, ra đó xin lỗi anh ngỏng tí. Vương ở Hà à. Nội, anh tắt micro đây Vương ơi. Ngồi họp và lâu lâu cứ xỉa vô trong lớp người ta nghe. Vui, nhắc Vương tắt cái micro này. Xin mời anh Ngọc tiếp tục ạ. Các bạn thấy đó ha, thì trong một lứa mà giờ mình nuôi mình lấy ấu trứng gì mình nuôi, phải không? Thì các bạn sẽ thấy là khoảng 3 2 tháng rưỡi sau biết các bạn biết con nào đực con nào cái rồi ha. Thì thường thường một lứa như vậy nó ốc đực nó nhỏ hơn ốc cái này, đây hai con ốc này đó nó cùng nở ra một cái ổ trứng, phải không? Sau khoảng 65 ngày 70 ngày mình phân biệt có được con cái rồi đó, thì có được nhỏ xíu một cái nó to lên đó, thì đó một số cái đặc điểm để các bạn phân biệt con nào đực là con nào cái đúng không, rất là dễ. Thì giải phẫu này nè, giải phẫu ra cái này cách đó hồi đó nó chưa có cái chưa có tiên tiến như bây giờ, là cái này tôi vẽ thôi. Thì các bạn thấy á, trên đây mình mổ ra con vật này ha, mình thấy con ốc bươu vàng nó có cái gì, thứ nhất là có con đực con cái, con bên phải là con đực này, bên trái con đực bên trái là con cái này ha. Nó có gì, nó có cái miệng, nó có xúc tu, lần trước mình nói con ốc nó có xúc tu để nó làm gì, nó giống như cái radar đó. Xin lỗi các bạn, bên nhà bên cạnh nó cất đó,
có cái miệng, nó có con mắt nha, thấy không? À, rồi nó có gì nữa, nó có bao tử, nó có tuyến nước bọt, nó có cái vòng thần kinh, à, nó có cái ống dẫn tinh, con được có ống dẫn tinh, đây là cái thực quản này, thấy không? Xuống đây nè ha, có cái thận, thận đây, đen đen là cái dịch hoàn, ruột, thấy không? Bao tử này kia, nói chung là nó có tim nữa nha, nó có tâm nhĩ tâm thất luôn. Như vậy các bạn thấy cái óc nó có đầy đủ những bộ phận giống như là một cái sinh vật hoàn chỉnh vậy đó ha. Đấy, và đây là con cái nè, con cái nó ngược lại ha, như con cái chỗ này nó có cái noãn, cái vực tôi đánh đen đen là noãn. Như vậy á, như vậy các bạn thấy nè ha, và chỗ này nè, trên đầu này nè ha, nó có cái bộ phận sinh dục được đánh đen đen tôi to là tôi được á. Con cái nó không có thì nó có một cái lỗ sinh dục. À, để hai con nó bắt cặp với nhau. À, thì tóm lại các bạn thấy rằng là gì? Có mu bàn nó có đầy đủ những bộ phận. Mình nói giống như một cái sinh vật, động vật hoàn chỉnh. Tức là nó có tim, có mắt, có bao tử, nó có ruột, nó có bộ phận sinh dục. Nó có cái đực cái rồi kia. Nó có hết tất cả những cái giống như là một cái cơ thể nó... ở đây nó có một cái ống si phong ha, tức là ống si phong này để con ốc có thể nó hấp thụ oxy trong nước và nó sống được. Đấy, tóm tắt là như vậy ha. Đây các bạn thấy nè, khi nó bắt cặp với nhau thì nó gom lại, thì hồi nãy em nói cái bộ phận sinh dục được á là chỗ này nè, đó. Đó thì giờ nó nằm đây nè, đó nó nằm đây, nó nổi, nó thổi ra đó. Nó bắt cặp với con cái ở đây. À, cái con bên đây là con cái, con này là con đực. Để mình bắt là mình chụp ở trên ruộng này, đang bắt cặp trên ruộng. Thì cái thời gian bắt cặp của nó đó, cái thời gian bắt cặp của con ốc bươu vàng á, các bạn biết là nó sẽ kéo dài bao lâu? Nó dài rất là lâu. À, nó kéo dài có thể có đến 2 đến 3 tiếng đồng hồ á. Mình dứt ra nó không ra đó. Đó, và thường thường nó bắt cặp vào ban đêm. À, và một con ốc bươu vàng đực có thể bắt cặp với một đêm có thể bắt đến 2 3 con ốc bươu vàng cái các bạn. Nó bắt cặp xong rồi 2 3 tiếng đồng hồ nó nhả ra là nó lại bắt cặp con khác hai ba, suốt đêm như vậy ha. Rồi Là cái thợ vậy sinh là nó lý ngủ thầy. hả Một đêm nó bắt cặp 3 4 con mà 1 con 3 4 tiếng gì, thời gian đó nó ngủ thầy. ngủ 3 ngày, nó ngủ 3 ngày nó đâu có phá hại, nó ngủ. Thì qua ở ngoài nó móc vừa vàng đó, nó chỉ hoạt động mạnh về đêm thôi, còn 3 ngày nước nó nóng á, nó chui xuống trong mùng nó vùi với nó ngủ, nó lấy sức lại phải không? Đây các bạn thấy nè, ốc vừa vàng bắt đầu đẻ trứng nè, bạn thấy bên này ha, nó đẻ trứng bằng cách nào? À, khi mà nó thụ tinh rồi bắt đầu nó ở đây nó có cái rãnh, cái đầu nó đùa đùa ra, nó đùa trứng ra, nó đùa ra trước nên nè, thành ra các bạn thấy ốc nó nở là bao giờ nó cũng nở phần trên này trước đúng không? Thằng trở trước bắt đầu nó nở xuống sau đúng không? Chỉ á, trong ổ trứng thì cái phần nở trên này nó nở trước, nó nở sau và nó lùa trứng này, nó lùa trứng ra, nó lùa trứng ra, thì cứ khoảng 20 đến 30 giây, 2 đến 30 giây á, thì nó lùa một trứng, nó có khoảng khoảng xin lỗi khoảng khoảng 10 giây đến 20 giây thì nó lùa ra, thì bèo phút nó có thể nó lùa ra được tới 5 6 trứng các bạn, nó lùa từ trên xuống dưới đó không? Và khi nó lùa ra nó có chất nhớt là nó dính lại. Đấy. Các bạn thấy là nó có cái điểm đó rất là hay. Nó đẻ trứng như vậy thì thường thường nó đẻ trứng trong vòng khoảng khoảng 1 tiếng đồng hồ ha, tiếng đồng hồ đến tiếng rưỡi đồng hồ là xong. Và đây nè các bạn thấy không, nó nở, nó sinh nở trước ở trên đấy, nở đây này, nở bung ra đây ha, đấy ở trứng này. Thì trong một ổ trứng như vậy á, ổ trứng như vậy á thì các bạn thấy nó nở ra đó, nó nở ra nó có con, nó có màu đen, có con nó có màu vàng, à, có con nó màu vàng, có sọc đen, thấy không? Đây này của mình nó không 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 giải thích tại sao nó vậy, nhưng mà hồi xưa đó khoảng năm 90 88 ốc bươu vàng nó mới qua là ốc bươu vàng nó có màu vàng các bạn, tao mới gọi ốc bươu vàng đó. Nhưng mà sau đó thời gian khoảng vài năm thì thấy ốc đen không à, thấy không? Đen không à? Thành ra mình bắt cái con ổ trứng này là mình bắt cái ổ trứng ở trên ruộng mình về mình nuôi ra, phải không? Nhưng mà nuôi ra thì cái tỷ lệ ốc bươu vàng đen nó chiếm khoảng 90%, 90 hoặc 95%,
còn số còn lại nó cũng có vài con vàng thôi, thì cái này nó có lai không thì mình không biết, nhưng mà chắc là có lai mới ra cái con đen này à. Nhưng mà nếu nó lai rồi thì là cái con ốc bươu vàng bản địa thì nó bắt cặp sao, mình cái này mình cũng không rõ, không có giờ chưa có lợi nhất được. Thì các bạn thấy nó nở, trứng này nở ra nè, bằng cái đầu bước bi thôi, rất là nhỏ, ổ trứng như vậy đó, trung bình là nó khoảng 200 đến 300 trứng, ít thì khoảng 100, 150, nhiều khoảng 300, 400, thậm chí 500, 500. Và nguyên một cái vòng đời có mua vàng như vậy nó kéo dài khoảng, bạn thấy ha, trong một cái vòng đời như vậy đó, nói là một cái vòng đời, nhưng thật ra có mua vàng có khả năng sống đến 2-3 năm lận. Mình nói cái vòng đời có nghĩa là từ khi nó trứng nó nở ra, thấy không, nó bắt cặp nó đẻ trứng ra tiếp một cái lứa mới như vậy, thì nguyên một cái chu kỳ đó nó kéo dài cũng khoảng 3 tháng nữa, không, 3 tháng, 3 tháng rưỡi gì đó, tùy tùy cái điều kiện. Nhưng mà từ khi mà nó nở đến khi nó thành thục, tức là sẽ nó bắt cặp được con đực con cái, có thể phân biệt được cái khoảng 2 tháng thôi, 2 tháng thôi, tức là ông nó nở ra khoảng 2 tháng sau thì mình biết phân biệt được cái, có nghĩa là giống như là có thể tuổi dậy thì rồi đó, thì có thể nó bắt cặp được rồi đó ha. Khoảng khoảng 1 tháng sau thì nó bắt đầu nó bắt cặp, cặp đẻ trứng khoảng 15 ngày, đẻ trứng liên tục khoảng 15 ngày thì trứng nó nở ra khoảng tuần lễ. Nó như vậy là cái một cái vòng đỏ mua vàng, mình nó vòng đời mở trước mặt, không phải là nó mệt nó đẻ rồi nó chết, mà từ khi nó trứng nó nở nó bắt cặp đẻ tiếp thì trong vòng khoảng 3 tháng ha, có thể 3 tháng thì mình cũng 3 tháng, 3 tháng hơn vậy đó. Thì khi một cái ổ trứng mình đưa ra mình quan sát thì con ốc đực nó chỉ chiếm khoảng 30-35% thôi, con cái nó chiếm đa số khoảng 60-70% các bạn. Như vậy cái tỷ lệ được cái trong mua vàng đó, là con cái chiếm ưu thế nào, nó chiếm khoảng 2 phần 3 đó, con đực nó chiếm khoảng 1 phần 3 thôi. Thì như vậy nó giải thích tại sao là ốc bươu vàng đó nó nhiều, nó sinh sôi nở nhiều như vậy. Ốc bươu vàng nó bộc phát nhiều vậy có 2 lý do: một, nó đẻ trứng nhiều quá, một con có khả năng đẻ đến 1-2 ngàn trứng đó. Và trong cái trứng đó nó nở ra đa số là con cái, đa số là con cái nó đẻ nhiều, phải không? Nên như vậy mới tỷ lệ được cái như vậy đó, tức là nói chung là một con đực thì có thể 2-3 con cái. Thì đi thế tại sao là vậy, một con đực nó phải bắt cặp với nhiều con cái đúng không, một con đực phải bắt cặp với nhiều con cái để đẻ đấy. Thì nãy tôi nói các bạn cái, trong cái lấy trung bình 3 ổ tôi nuôi đó, thì cái con mà ốc bươu vàng trơn mà không sọc chiếm 11% thôi, còn 90% còn lại là ốc màu đen à, và màu đen có sọc vàng à, chắc là nó có lai đó à. Còn ốc mà nó tăng trọng theo thời gian là từ khi nở đến khi mà trước khi giao phối, tức là trước khoảng 2 tháng tăng trưởng rất là nhanh, lớn rất là nhanh. Rồi sau nó bắt cặp nó đẻ thì nó chậm lại, sau khi đẻ xong thì nó bắt đầu nó lớn lên nữa ha, lớn lên nữa, lớn nhanh lại đấy. Thì các bạn thấy cái biểu đồ tăng trưởng của bạn này ha, đến khoảng 6-70 ngày bắt đầu nó tăng trưởng rất là nhanh ha, thì biểu đồ tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng từ đó đến khi nó bắt cặp nó đẻ thì nó ngừng lại bình thường thôi, phải không? Vì nó phải nuôi 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 trứng nữa. Rồi sau đó ốc nó nở ra thì bắt đầu nó tiếp tục tăng trọng nữa, lớn theo thời gian. Thì ốc bươu vàng có lai không? Câu trả lời là cũng không biết, đúng không? Đây trên bài đồng mà thu ổn 2011 ha, cái đây 10 năm nữa ha. Có nhiều lớp lắm ha. Đấy các bạn thấy nè. Đấy, còn cái ở trong phòng nè, đó, thấy không? Giờ thiên địch ốc bươu vàng là gì? Thiên địch ốc bươu vàng là con kiến đúng không, con kiến đen, có con kiến lửa ha, tôi nuôi tôi bỏ ra ngoài ngoài đồng tôi thấy nó có con kiến ăn trứng, nó có con chim có con đuôi kiềm. Nhưng đặc biệt các bạn thấy con này có gì không, các bạn thấy con này gì không, ai ai biết được là giỏi lắm đó nha. Con này có gì? Kiến ba khoang ơi. Đúng rồi, con kiến ba khoang đó nha. Cái con đó hồi xưa tôi làm sao nó không cắn tôi á, tôi bỏ lên tay nó không cắn tôi đó, bây giờ nó ở thành phố nó nhiều lắm. Đấy, con kiến này rất là độc cho các bạn. Nó kiến được cái tiết đó, khi nó chích mình đó, nó chích nó tiết ra axit đó, nó làm cho cái chất độc axit đó, nó làm cho cái da mình nó rộp lên đó. Là mình càng gãi bao nhiêu đó, thì cái chất độc nó lan ra cơ thể đó, thì tuyên bị đó.
bị đến nỗi mà đi vô bệnh viện người ta tưởng nó là cái bệnh zona, tức là bệnh dời ăn đó các bạn. Nên nhưng không phải, đó là kiến ba khoang. Hồi xưa con kiến ba khoang này nó ăn cái trứng nhiều lắm nha. À, con kiến khoang ăn cái trứng này đấy, đục cái trứng em. Hồi xưa tôi cũng may là sao là tôi không cắn đuôi này, cái đuôi nó nè, ba khoang này đó không đấy. Rồi giai đoạn ấp con thì nó có nhiều cái thiên địch lắm, con chim rồi con vịt rồi con chuột con trăn cá chép bỏ xuống vậy đó. Ấp con nó ăn hết, ốc lớn nó không ăn rồi. Rồi nó có những ốc thiên địch, cái này không biết là vi khuẩn, nhưng mà thiên địch chính của ốc của bạn chính là con gì, con người đó không? Người ăn ốc dữ lắm, nhưng mà bắt đầu người ta ăn nhiều không? Nhưng sau đó mình thấy cái thịt nó dở quá, người ta không ăn nữa. Nhưng bây giờ trong mấy nhà đặc sản á, thì đi mà xem mà mấy nay đi xem thấy nào đổ một đống ốc nó bán là như 10-15 ngàn ký, ốc to lắm đấy. Rồi cái biện pháp phòng chữa mua vàng thì các bạn cũng biết rồi ha, biện pháp cơ học là mình đặt cái lưới ở cống cái bọng dẫn nước, rồi mình bắt ốc bằng tay, rồi vét rỗng trên ruộng, rồi cắm cọc thu trứng cấy mạ già gia tăng lượng giống sả cày sâu đốt rạ vân vân, này các bạn biết rồi thì qua nhanh. Rồi cái biện pháp để phòng trừ là thả vịt ăn ốc, không? Thả cá ăn ốc. Xưa người ta thả nuôi cá chép, cá trê, cá tấm tỏ nó ăn dữ lắm. Rồi sau này thôi ta cũng không có biện pháp thỏ mộc, đó là chúng ta dùng cái gì kìa, là cây trúc đào. Cây trúc đào mình hay cây trúc đào cái mà trồng ngoài ruộng, cái hoa nó hồng hồng đó. À, cái cây đó là lấy nước giã ra, phun cho nó hoặc thả xuống ruộng nó ăn mà chết. Thấy không? Cây trúc đào nó độc đó các bạn mà cái mũ nó làm có thể làm cái mắt nó bị mắt nó bị hư hư mắt đó nha, trúc đào á, hạt xoan em, cây thuốc cá, hạt trà. Thì cách đây khoảng 5-6 năm á, người ta có lấy cái hạt trà người ta xoay nhuyễn ra, phải không, người ta rải xuống ruộng thì bị, về trong cái chất trà nó có cái gì, nó diệt cái ốc bươu vàng các bạn. Trà nó có cái chất chát, phải không, chất chát saponin á, chất chát saponin. Thì cái chất xác sau saponin này tức là nó làm cho con ốc nó mất cái nhớt đi, đúng không? Mà ốc các bạn biết là nó di chuyển nhờ nhờ nhớt mà nó mất cái chất nhớt thì ốc nó sẽ chết đi đó. Nhưng mà sau này người ta thấy rằng là dùng cái biện pháp này thì nó hiệu quả, nhưng nó bất tiện. Bất tiện sao? Bởi vì phải dùng với một cái lượng rất là lớn, đúng không? Phải dùng đến vài chục ký, phải không? Cái thứ hai đó là mình rải trên ruộng á, là cái bụi hạt trà nó bay vô nó làm ngứa, với lại nó cay mắt, phải không? Chưa kể đến cái chuyện là mình vận mấy chục ký ra đồng, phải không? Tốn công rải phiền lắm, sau này ta không có làm nữa, phải không? Đó. Rồi cái kỹ pháp gì nữa, phải không? Các bạn đi á, các bạn lấy ốc bươu vàng, các bạn cho cái rau mình ăn phở đó, mình ăn phở nó có rau thơm, cái húng quế các bạn ha, cái rau húng quế đó, mà lấy cái rau ốc vào là các bạn bỏ vào trong cái thau cho 5-10 con vậy đó, các bạn bỏ một chùm rau húng quế vô, sao sáng hôm sau thành cũng có con nào sống hết, à, con nào sống hết thành rau húng quế đó, không là có thể nó cái tinh dầu của rau húng quế nó làm giết con đó. Thì cái này tôi có nói cách đây khoảng 1-2 tháng tôi có nói anh Dũng đi ra ngoài Bắc mua cái tinh dầu rau húng quế. Bây giờ tôi giúp cho tôi khoảng một vài trăm cc, bây giờ tôi làm thí nghiệm. Nhưng mà tôi nuôi ốc bươu vàng mà tôi bỏ vô rau húng quế là chết. Không hiểu là cái mùi tinh dầu rau húng quế hay là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà cái này trên thế giới thì không có ai nghiên cứu à. Thỉnh thoảng nó có 1-2 tài liệu thôi. Thành ra các bạn nào muốn làm đề tài này đó thì cũng có thể lưu ý cái thông tin này nha. Tôi cũng có ý định là tôi sẽ nghiên cứu sâu cái này, nhưng mà cái dịch giả thì cũng không có điều kiện để làm tốt. Nếu mà nó có hiệu quả thì mình có thể dùng cái này để mình trị nó. Không, dĩ nhiên là ông rau quế ăn đủ rồi sao làm cái này, nhưng mà mình biết cái công thức hóa học của nó thì mình có thể mình tổng hợp vào cái mặt vô cơ đó để mình trị được. À, rồi giờ, người ta nói là bỏ vô cái ruộng, rồi bỏ vô cái xương rồng, nó cái xương rồng nó có cái mủ, phải không? Rồi cái lá đu đủ thầu dầu nó có cái mủ, rồi cái sơ mít đó, sơ mít là những cái gì nó nhám nhám, cái gì nó nhám nhám, những cái bạc hà của mình đó,
Hay cái gì đó nhám nhám các bạn bỏ xuống ruộng là ốc nó bu lại thôi, vì nó nhám đó, phải không? Mà có mủ, siêu mít bỏ như thì mình ta mình vớt lên thôi, đó là dẫn dụ sinh học. Đó, đây là một số cái thấy không? Thả dịch, dịch ăn ốc. Các bạn thấy là ốc mà nó ăn vịt đó nha, là cái trứng nó to hơn và cái lòng đỏ nó sẽ đậm màu hơn, phải không? Ừ, đó các bạn nhớ. Giờ phòng chữa mua vàng thì có nhiều biện pháp ha, dùng vôi. Thấy không? Hồi nó năm khoảng năm 90 95 ta dùng vôi thì rải xuống ruộng, thì vôi thì có biết cho cả bạn biết rồi, nó là nó làm cho cái ốc nó mất nhớt thôi đúng không, nhưng mà dùng phải số lượng lớn, một vài tấn thì đấy ta chịu gì nói. Sau đó thì chuyển qua phun siêu phát đồng, hiệu quả không? Hiệu quả, nhưng mà siêu phát đồng dùng nhiều quá thì nó là gì, nó làm cho đất nó bị tơi ra, thấy không? Một số chất nữa, endosulfan phân hiệu quả không? Rất hiệu quả, endosulfan phân hai chị mua phun vô ha, cá chết ba hết chị mua ha. Gà nồi mình hiệu quả không? Hiệu quả, gà nồi 4G hiệu quả ha, nhưng cũng phải xài xài đến 15 20 kg các bạn ha. Hiệu quả nó cũng khoảng 60%, tôi làm thí dụ 60%. Và một số cái chẳng hạn như metandihid, tức là tô tu của mình đó, ta tu của mình đó, mới đầu nó chỉ có 5G, 3G, 5G, 6G. Ha. Của mình giờ ta tu là 15, 15 dạng hạt 15, 12. Ha. Thì nó như nhau thôi. Thì cái metandihid các bạn mà nó dùng cái nào cái nồng độ cao, hàm lượng cao thì cái nhiều dùng ít lại thôi. Phải không? Như metandihid mà 6G thì xài khoảng chục ký ví dụ vậy. Còn khoảng 12G, 13G mình có la nhỏ chỉ xài hơn khoảng chắc 3 đến mùi 5 ký thôi. quá, Phải không? ý là nếu Giải nó mà đều ha. phá đi á, cầm Một lên hóa cho chất nó nữa nhỏ, là niacinamide, còn hát thì tức lấy là cái cái đó mà điều tô của mình đó. Và thời gian gần đây thì người ta là gì nữa, imamectin và abamectin đó không, hai này nó rất là độc cho cá, nó độc cho cá, độc cho ốc, phải không? Đó thì hiện nay có một số những cái biện pháp chính, nhưng mà là phổ biến cũng chỉ còn lại là niacinamide và metandihid thôi, imamectin thôi ha. Đấy một số cái trước đây trong phiên họp trước thì các bạn nào có nói đến cái sẹt sẹt 10, sẹt 20 đó. Thì cái đó tôi có nói chỗ của Linh tiếp tục làm thí nghiệm kết hợp với lại cái niclosamide 830 WG mình coi nó thế nào, thì cũng chưa có điều kiện để làm được cái này. Lợi ích lỡ mua vàng thì nói rằng nó vào nó có một cái hàm lượng dinh dưỡng tôi nói là cao các bạn ha, cái protein đó là nó tới theo 12,2 gram á. Các bạn biết là cái protein của lúa nó chỉ có khoảng, tôi nhớ là khoảng 5-6 gram thôi. Bắp thì nó cao hơn chút xíu, nhưng mà protein mua vàng nó tới 12,2 gram. Cái này tôi phân tích ở bên viện Pasteur chứ không phải mình chế ra đâu. Hàm lượng protein rất cao, thành ra ta nói là cái là thực phẩm cho mấy người, cho mấy cái xuất nghèo Philippines này, Việt Nam này, là Campuchia, rồi ăn ta ăn riết mà thấy nó nhạt nhạt, không, ta cũng không thích, nhưng mà nó là một cái nguồn protein cao, ngoài đồng nó có. Thấy không? Là gì nữa, là cái mình nói ít lợi nó là nó có cái nguồn thức ăn chăn nuôi, nuôi cá bè, nuôi vịt, nuôi cá sấu, nuôi trăng, nuôi rắn gì đó. Rồi trừ cỏ, ở Nhật thì người ta dùng ốc bươu vàng cho nó ăn cỏ. À, dùng ốc bươu vàng, ốc bươu vàng dùng ốc bươu vàng để ăn cỏ, xin lỗi, Echinocloa. Echinocloa là giống như cỏ, Echinocloa là của cỏ của mình đó, họ bản đó. Rồi chỉ thị sinh học đúng không? Rồi phân bón hả, ít lỗ mua vàng ta phân bón ta ép mua vàng, vớt mua vàng người ta mà cho vô cái cho vô cái lù, phải không, ta cho vô xíu cái rỉ đường, phải không, rồi ta bỏ vô mấy cái đồ ăn, vỏ chuối, vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ quýt, rồi vỏ đu đủ này kia, tất cả bỏ vô cái lù, phải không. À, thời gian sau khoảng 2-3 tháng sau bắt đầu nó rã ra, nó làm phân hữu cơ, phải không, khỏi tốn tốn tiền, phải không. Mà vô cơ thì hàm lượng đạm nó cao lắm các bạn ơi, đạm cao lắm, bởi vì ốc bươu vàng đó đó đó, thành ra kết lợi đó là nếu mà có điều kiện lấy ốc bươu vàng cộng rỉ đường cộng với mấy đồ ăn bỏ vô cũng cơ, rồi cái nguyên liệu cung cấp canxi và nguồn thức ăn cho con người đó. Đây ốc bươu vàng đây các bạn thấy nè, người ta được chế biến tới mấy chục món ốc đó, bún ốc rồi ốc sào lăn rồi ốc chấm muối tiêu là nhiều lắm. Đây là ít lợi của vàng, nhưng mà nói ít lợi của vàng chứ mà
Nhưng mà bây giờ mình nhà nước cấm cấm này ha, thành ra là cái hại của nó thì lớn hơn cái lợi, thành ra là ta cấm là vậy, đúng không? Đó, như mình cũng nói lên cái nó không phải là nó cái gì cũng có hai mặt hết. Cái đây khoảng mấy ngày tôi đọc thấy có ông nào ở dưới miền Tây ông nuôi cái trang trại vua vàng, ông bán một một tháng cũng được cả cả mười mấy 20 triệu. Nhưng mà cái này làm thì phải bảo 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 vệ, là bảo đảm làm sao cho nó không có thoát ra ngoài, chứ không là chính vì địa phương người ta lại người ta làm khó làm dễ, mà cấm mà cấm nữa vua vàng. Ở đó thì cái bài ngắn gọn thì ông vua vàng đó thì nó có như vậy, thì các bạn có ý kiến gì không? Cái ốc bươu vàng nó có đề tài có nhiều cái thú vị ha, đó các bạn nào có muốn làm đề tài thạc sĩ thì nên đi theo cái đề tài này, đúng không? Chứ mình đừng có làm cái những cái đề tài gì nó cao xa quá, nó hàn lâm quá, nó ở trên trời á, mình làm cái điều gì thực tế, đúng không? Thực tế thì mình nó giải quyết một cái vấn đề thực tế trên ruộng thì rất là hay. Ốc bươu vàng ở Việt Nam có nhiều người chưa nghiên cứu nhiều, các bạn ơi, không nghiên cứu nhiều đâu, nghiên cứu cái gì nó trên mặt trăng không á. Nhưng mà cái này nó ở sát người nông dân này ha, rất là hay. Thành ra tôi có cái đề nghị là tôi có một cái gợi ý là các bạn nào muốn làm đề tài sĩ nên đi ở mùa mạng. Hồi tôi báo cáo cái này đó, ở dưới mười mấy người á, không có ai có ý kiến gì hết, không ai có ý kiến gì hết. Rồi hồi đó tôi báo cáo được 9 mấy điểm, các bạn cao nhất á, mình nói không khoe. Thì tại sao mấy thầy không hỏi? Là bởi vì ta không biết, phải không? Không biết mua vàng nó là gì đó, là ngồi chỉ nghe thôi. Mà có nhà trường Đại học Nông Lâm mới đề nghị là tôi làm tiến sĩ luôn, mà tôi nói thôi học tới đây mà có đó, thì cái này gửi cho các bạn ha. Là bây giờ nó cũng ít có cái tài liệu nào ở Việt Nam mà ta nghiên cứu con này lắm, mặc dù nó gây hại rất là lớn ở ngoài thị trường, không có ít nghiên cứu lắm. Rồi ở mua vàng các bạn có gì thắc mắc không? Không có thì mình qua đề tài khác nha. Nó mất đến được nửa tiếng một hay qua đề tài khác nào. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta qua một cái chuyên đề thứ hai, cái con bọ xịt mũi hại cây trồng. Cái con mũi nó gọi là mosquito, tiếng Anh gọi là mosquito, đúng không? Thì bọ xịt mũi hại cây trồng nó gọi là mosquito bắt. Bắt là con bọ, mosquito là con muỗi, thì bọ xịt muỗi là mosquito bắt. Cái tên học đó là Helopenthes, Helopenthes. À, nó vào thuộc cái loại nửa cánh, tức là Hemiptera. À, cánh nửa đó, nửa hay nửa cánh gì đó. Thì bọ xịt muỗi là côn trùng đa thực các bạn, tức là nó gây hại phổ biến trên rất nhiều loại cây. À, rất nhiều loại cây. Cây công nghiệp mình thấy có cây điều, cái điều là bây giờ là bổ nhiều lắm các bạn. Thì cây tiêu, trà, cái cà phê nó trồng nhiều lắm, cây bơ nhiều lắm. Ngoài cái việc gây hại trực tiếp vào bọ xịt muỗi, nó còn làm cho cái cây lá nó chết thúc, nó chết chết thúc làm cho cái lá nó cái bông nó khô, cái trái nó rụng. Đồng thời cái vết chích đó, nó còn tạo điều kiện cho mấy loại nấm, đặc biệt là nấm gây bệnh tháng thư nó xâm nhập. À, khiến cho cái việc nó thiệt hại nó khó khăn, và cái việc nhận diện nó nhiều khi nó lầm lẫn các bạn. Đó. Thì các bạn thấy là lơ qua mình tới qua với mũi ha, các bạn thấy là nó gây hại trên rất là nhiều loại cây trồng. Đây đây, trên cây điều này ha, đó. Đó, trên cây điều, lá điều nè, trên cây bưởi nè, trên cây bưởi nè, cái hình này tôi chụp ở Đồng Nai đó, chỗ Tuấn á. À, nhiều nó nhỏ nhỏ thì mình tưởng con gì đó, không nó là con xịt mũi trên mũi. Cái trà này, chè đó, để các bạn thấy là giống như bệnh tháng thư. À, chúng ta xác kỹ lại thì không phải đâu, phải không? Đó là nghĩa là trên chè này. À, rồi trên cây tiêu này, à, chúng ta mình nhìn nó giống như là bệnh tháng thư đó. À, vết bệnh đen khô, à, có góc cạnh đúng không? Nhưng mà nhìn cái vết, mình có kinh nghiệm, mình nhìn vô mình biết là chích bị một chòm chỗ này, thường nó có chòm, nó gom chòm chứ nó không rải đều ra hết đúng không? Nó gom chòm 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 chỗ này đó, thì nó là
mà xịt mũi đó ha. Trên cây ca cao, cây ca cao, trên cây cây ca cao này ha, trên cây ổi, ổi các bạn nhìn cái ổi đó. Rồi trên nhiều loại cây lắm ha, trên cây cà phê, đặc biệt là cà phê Arabica, cà phê chè đó, cà phê chè rất là nhiều xịt mũi đúng không? Cái vết chích đó là có nhiều đen đen ha, cong lại. Cà phê Sari, cà phê Robusta cũng có ít, đặc biệt cà phê chè xịt Mình mũi nói rất với nhiều nó số điện ha. thoại xong nó sẽ gửi cái mã về mình nhắn cho Thì mấy không bỏ xịt mũi bạn đó, mình biết cái như nãy mình thôi. nói là Bây cái giờ mình Helopentis, bây bọn giờ được đi cắn nha. Elytra Nhắn tôi cho nó đi. hình thái Nhắn bên thì bỏ đó xịt hoặc là mũi nhắn thì riêng giống cho con mình. mũi thôi, Trong đó một cái không hàng tinh giống con mũi không nhưng mà nó riêng. không phải con mũi, nhìn kỹ nó phải con mũi Không phải. à. Trong Nó không khi phải đó con mũi là gì, là do gì, đi đường do trên cái lưng của nó nè, nó có u lên, nó có u lên đây, chỗ u này các bạn thấy chỗ này nè, u lên thì nó có mũi, không có một vụ này tôm à. thằng chung Đây á, chung là quy nè à, á, thì thân này nó chung có, là người ta quy gọi là có vậy. một cái chùy nhỏ trên lưng này. Đây. Và tùy cái giống thì cái loài nó có cái màu khác nhau. Đây là con mũi Helopentis zebra. Trên chè nó thường thấy cái đẹp nhiều hơn. Zebra bỏ xích mũi xanh. Còn bộ xích mũi đỏ nó Helopentis antuni. À, thường thường thấy cái điều. Đó là điều. Em thì nó phải có một con, một màu sắc tùy chuyển loại vậy đó. Thì cái vòng đời của bọ xích mũi nó kéo dài cũng hơi 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 dài nha, kéo dài cũng hơi dài, dài hơn con rầy khoảng khoảng 40 ngày nha, 40 ngày à. Thì mỗi lần nó đẻ như vậy, nó đẻ nhiều trứng các bạn ha, nó đẻ khoảng 5-60 trứng, trứng nó đẻ trên cái lá đẻ rồi này nha, Đâu, hoặc có nhiều thể là cây từng như ít chùm được mà. chùm vài ba quả trên Không, em làm trên thấy những bình cái bộ phận thường. non của cây nha. Bọ xích mũi thường thường gây hại bộ phận non nó kết thúc rồi ha. Thì ấu trùng nó có 5 tuổi, mới đầu nó Sao em làm bình sống thường? tập trung ở những bộ phận sắp tập trung và gây hại cho bộ phận non của cây. Thì có một cái đặc điểm của bạn lưu ý là con bọ xịt mũi nó bay không không có nhanh, nó bay chậm, thấy không, nó thích sống trong những cái lùm bụi rậm rạp này kia đó, mà chỉ gây hại buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối thôi, thấy không. Thành ra mà nếu mà khoảng chừng 9-10 giờ mình giác mình đi phun thì không có hiệu quả gì hết, vì nó trốn rồi. Nếu có phun thì phun buổi sáng sớm nè, nhưng mà sáng sớm thì đâu có ai đi phun, phải không? Thành ra nếu phun buổi sáng sớm thì phun buổi chiều. Chiều là mấy giờ? Sau 4 giờ ha. Sau 4 giờ thường thường phải 5-6 giờ anh từ mấy cái lùm bụi, anh chỗ mấy cái chỗ là chỗ chỗ mà cây cối rậm rạp nó bay ra ha. Phá hại. Thì cái bọ xích mũi nó gây hại một cách nào? Và sau đó gây hại một cách dùng cái kim chích các bạn. Cái kim chích ha. Nó chích vào cái bộ phận non của cây, thành ra bọ xích mũi thường thường chỉ gây hại trên bộ phận non thôi. Chích bộ phận non của cây, như lá non, cái chòi non, cái trái non. Chứ còn nó lớn lên thì nó chích không được, bởi vì cái vỏ trái nó dày, nó cứng, nó chích vào không được. Đó. Và khi nó chích vào á, gốc dịch thì nó có cái trong cái dịch nó có một cái chất độc. Cái chất độc này nó để làm gì? Để nó phân hủy cái mô cho nó bị thối đi, để nó đưa cái chuột bồi nó vào, phải không? Chích. Thành ra cái vết chích chỗ nào nó có cái đốm đen là vậy. Cái đốm đen, cái đốm nó to hay nhỏ là tùy cái con bọ xích mũi, con bọ xích mũi nó nhỏ hay lớn. Nếu con bọ xích mũi nó nhỏ, cái kim chích nó ngắn, nó chích thì cái vết chích nó cạn và cái đốm nó nhỏ. Còn nếu con lớn, con tuổi năm chích vào thì cái vòi nó dài, nó sâu hơn thì nó sẽ có những cái vết chích nó sẽ to hơn và đẹp hơn, thấy không? Và chích thuốc nhựa làm cho cái lá nó biến dạng, nó cong queo lại. Chích trên bông làm cho bông nó rụng, nó khô. Chích trên trái nó để lại cái vết mình từng thấy đó ha. Nếu như nãy tôi nói là cái vết chích vào xương mũi nó còn tạo điều kiện cho cái nấm, đặc biệt là nấm ngày bình tháng thư nó xâm nhập, nên chúng ta rất là khó để phòng trị, để nhận diện và phòng trị nó kết hợp. Đây các bạn nhớ vỏ xương mũi ha, cái vết nó to to, nó tròn và nó có khuynh hướng là nó gom lại một chỗ nha,
gom lại chỗ à, cái này các bạn thấy không, nó gom lại chỗ, cái đó là người nước. Thì nói chung là cái bọ sinh mũi nó thích cái điều kiện nhiệt đới như như mình nè, à, trời mát ấm u á, ấm, thời tiết nó ẩm thích lắm. Có thể nó gây hại quanh năm nhưng mà thường thường nó gây hại nó gây hại nhiều vào cái mùa mưa ha, à, gọi là chuyển mùa đó, tức là khi mà cây nó ra là lá là đọt là trái non xuất hiện, nó gây hại nè. Thì bây giờ và bỏ sinh mũi phòng trị thì phải làm sao dọn sạch cái cỏ, bởi vì nó nằm ở trong đó, trú ẩn ở trong đó. Rồi sau khi mình thu hoạch thì mình thu hoạch thì mình cắt vỏ, mình tiêu hủy cái cành vô hiệu đi, phải không? Như sạch cỏ dại tầm mật độ vừa vừa phải. À, một cái lưu ý là cái nhớ không có dùng thuốc thì đốt khói phun, phải không? Phun khói thì bỏ sinh mũi nó ngợp nó bay đi. nhưng mà nó bay đi rồi nó hết khói là bay về, nó bay về. Cái này nói mười pháp thôi chứ còn cái thực tế nó thì hiệu quả nó không diệt ở đâu, nó chỉ đuổi thôi, xua đuổi thôi. Nhưng mà ở đâu mà đốt hoài cái ruộng nó, cái vườn nó mênh mông sao đốt được, phải không? À, nói nhưng mà mình nói một cái biện pháp như vậy cho lưu ý, rồi phun thuốc thì cũng tình chú ý cũng cái mình coi cái vườn mình đó, cái giai đoạn nào nó nhiều bọ xích mũi chúng ta lưu ý, chúng ta đề phòng để chúng ta phòng thì kịp thời đó. Nhất là khi cái cây nó giai đoạn nó ra lá non, ra cái búp non, cái bông, cái trái non, giai đoạn đó nó hay có lắm ha. À, thì thuốc trừ bọ xích mũi thì nói chung bọ xích mũi nó rất là dễ chết các bạn, nó giống như con bọ của mũi mình đó, còn biết là con mũi mình đó, cái nhạy cảm của nó nó gấp gần 10.000 lần, người ta nói là gấp 10.000 lần cái mùi á, nó ngưỡng nó có thể cảm nhận một cái mùi trong môi trường nhảy gấp 10.000 lần cái lỗ mũi con người. Thành ra một cái chất gì đó mà có cái mùi vị rất là nhỏ mà con người không phát hiện được thì con bọ xích mũi nó cảm nhận được. À, thì điều này nó nói nghĩa là gì, nó từ đó nó dễ trị các bạn ha, nó dễ trị lắm. Thành ra mình phun cái gì nó cũng được. Trong cái FPC mình có đăng ký nè, Sapen Alpha, Xét, Sắc Mới. Mới đây là Comdagon, chúng ta 250C, Dầu khoáng SK, là Primgon. Tất cả cái này đều có thể trị được sinh mũi hết. Rồi cái Samida cũng được, phải không? Nhiều loại lắm. À, chú ý luân phương liền ha, phun sáng sớm và chiều mát. Đó. Thì tôi thấy hiện nay thì trên thị trường chủ yếu là họ bán cái permethrin, mình không có permethrin, hoặc là cái cipermethrin 10. Ở bên Campuchia người ta xài cái sẹt 10 nhiều lắm, trị bọ sinh mũi. Và có thể dùng cái chẳng hạn như là Comdagon của mình rất là tốt, đúng không? Cái này trong mưa sẽ có dầu khoáng, không thì mình phun dầu khoáng không cũng được, phải không? Rồi phần bọ sinh mũi thì có nhiều đây, các bạn có ý kiến gì không, thắc mắc gì không? Rồi không có gì thì khi tôi trình bày các bạn hay có cái gì có thể cắt ngang là ha, hỏi liền để mình quên, và nếu không thì mình sẽ qua nha. Anh Ngọc ơi, cho em hỏi là sau cái này thì là mình đến cái gì đó? À, sau đến con bọ trĩ rồi chuột. Là cho em một chút thôi. Anh em mình okay. Chú ý là khi mà cuối mùa vào mùa thu thời tiết âm u thì bọ xít mũi rất là nhiều, đặc biệt bây giờ là trên cái điều á. Đúng điều rồi. Hiện nay có giá, bà con người ta đang tập trung đầu tư cho cây điều. Vậy thì những cái anh em ở những cái vùng thị trường mình có điều phải để ý. Hiện nay điều là người ta phun thuốc ngừa thán thư với lại bọ xít mũi là phun gần như là tắm thuốc. Nắm được thông tin rồi. Thì bây giờ hôm nay cái bài của thầy cho em xem thử thế nào, cái khu vực của mình nó thế nào. Ngoài cái thuốc Comda, thì những cái thuốc mới nó ra làm sao, cũng cần phải thử nghiệm ABCGS thì không? Ở trên Tây Nguyên ấy, thì chú ý là những cái vùng còn cacao ấy, nói về cacao là nói bọ xít mũi, mà anh nào cũng phải biết chuyện đó. Trong cái vườn cacao là bọ xít mũi rất là nhiều. Thế thì ở các cái vùng đó hiện nay cacao đang được phục hồi, anh em ở Tây Nguyên để ý xem nếu còn thì cũng nên đặt vấn đề có cần test nhanh test nhiếc gì đó những cái sản phẩm mới ấy, thì có thể là ở đây cũng nói luôn. Thế thì anh em chúng ta sẽ đề xuất đi.
tương tự như vậy là sau đây là đến Bảo Trĩ đấy, đấy đông xuân mà bây giờ tình hình như thế này, thế cái cây bão này là trời nắng bừng lên nóng, giai đoạn đầu ở lúa là Bảo Trĩ, rồi Bảo Trĩ hàng loạt trên các cây trồng khác, cây ăn trái rất là nhiều, rồi rau màu nữa. Anh em chúng ta là cứ hỏi đi, đây là những cái buổi giảng trao đổi, hỏi cho nó vỡ lẽ ra đi để tháng sau là chúng ta là không có giảng bài này nữa, tháng sau là các anh lại đặt câu hỏi để tự trao đổi với nhau thôi chứ không có giảng bài gì nữa. À, xin mời thầy Ngọc tiếp tục ạ. Anh em mình cố gắng hỏi đi. Để chờ anh Mai mới nói được cái cao cao các bạn đấy. Mình nhìn vô mình tưởng là tháng tư, không? Mình vô tưởng tháng tư nhưng không phải tháng tư nha, đó là cái bộ xích mũi nó chích. Nó chích vô nó tạo cái vết thương rồi sau đó cái nấm, đặc biệt là bệnh nấm tháng tư xâm nhập vô. À, thành ra tập phun như nãy Mai nói là phun bừa xích mũi và cộng tháng tư là gì? Đặc biệt là có xích mũi là nó chích vô rồi là bệnh tháng tư nó lại. Thì cái triệu chứng của nó là bệnh tháng tư, đúng vậy. Nhưng mà cái nguyên nhân khởi đầu nó chính là con bọ xích mũi. Nó cộng hoạt lại. Rồi các bạn lưu ý ha, cái này cao cao. Tháng này là tháng của điều, bọ xích mũi hại điều, hại cao cao, hại chè, hại bưởi. Các bạn lưu ý đó. À, cây bơ cũng nhiều lắm đó nha. Cây bơ của bọ xích mũi cũng nhiều lắm đó nha. Chú ý cái đó đó. Rồi các bạn không có nữa thì mình qua cái con Bảo Trĩ đó không? Bảo Trĩ thì cái này nó quá thường rồi. À, thì các bạn thấy đây tiếng Anh nè, các bạn nào bọc tiếng Anh thì ha, đó. Bảo Trĩ đó là thuộc phân loại bộ cánh tơ, Chrysanthoptera. Cánh tơ tức là gì? Là cánh nó rất là nhỏ, đúng không? Rất là nhỏ này. À. Thế nó cánh nó nhỏ, cánh tơ thì cánh nó bằng tơ, nhỏ, mỏng manh thì làm sao bay xa được, phải không? Cánh tơ. Thân hình nó rất là nhỏ, nó chỉ dài khoảng, phần lớn dài khoảng 1mm thôi. Thân hình nó mảnh khảnh, đúng không? Cái cánh nó có cái màng, cánh tơ đó. Đặc biệt là cái hàm của nó đó, không đối xứng nha. Cái hàm miệng của nó là không đối xứng. Hàm miệng rất rất là mạnh, thấy không? Trên bọ xích thì có Bảo Trĩ đó, có nhiều cái loài khác nhau. Cái phần lớn là nó chích thuốc cây trồng bằng cách là gì? Bằng cách là cái puncturing, tức là gì? Là đục vô. Puncturing là nó dùng cái miệng của nó có cái kim đục vô. Puncture là khoan, là đục, đúng không? Puncturing đục vô cái lớp vỏ lá và trái đó. Sau đó là nó xuất cái à, tức là nó hút cái chất dịch bên trong. À, thì hiện nay người ta tỷ là tới mô tả đến 6.000 loài Bảo Trĩ khác nhau các bạn. 6 loài. Thì thường thường Bảo Trĩ như tôi nói nãy là cái sức bay của nó yếu là bởi vì cánh nó nhỏ, mảnh khảnh cánh tơ mà. À, nhiều loại là nó là cái những gây hại quan trọng, cái kinh tế gây trồng. Và một số loài đó cũng có khả năng là truyền được bệnh virus nha. Thành ra mình nó không phải là Bảo Trĩ mà nó không có truyền được virus đâu. Cũng có một số loài Bảo Trĩ có thể truyền được bệnh virus. Nào, nó hại Bảo Trĩ, nó hại cái gì? Hại rất nhiều loại cây trồng, hại lúa, hại rau, hại đậu, hại điều, cây ăn trái. Nào, đây là côn trùng rất là nhỏ nhưng mà có thấy mắt thường được không? Thấy được các bạn, thấy được. Thành ra khi ra đồng mình phơi con Bảo Trĩ, mình lấy cái tờ giấy, thấy không? Cái giấy trắng mà đưa lên cái lá, mình vỗ vào ba cái, thấy không? Thì mình thấy là con Bảo Trĩ nó rớt xuống, mình biết là nó là Bảo Trĩ đó, thấy không? Đa phần là nó màu đen, có một số ít thì nó màu vàng, tùy cái giai đoạn sinh trưởng của nó, tùy cái giai đoạn sinh trưởng của nó. Thì nói chung là thân hình thon, nó dài, nó mảnh khảnh, thấy không? Đặc biệt là tôi nói nãy cái miệng nó rất là cứng ha, cứng, và nó phá hại bằng cách là cái gì? Này các bạn nhìn thấy bên này nè, đó, thấy không? Ví dụ nó chích vào cho hình bên trên tay phải bên này nè, đó, chích vào sâu bên trong, thấy không? Để nó hút, chích xong rồi nó đục thủng rồi mới hút nhựa ra, à, cái hàm rất là khỏe nè, để chụp cái kính hiển vi nè, đó.
Thế không? Thế mà thế là đây là cái vòng đời của con, cái bọ trĩ nè ha, bọ trĩ là con lớn trưởng thành nè ha. À, tức là điều đó là nó có mỏng manh ha, cánh tơ ha. Cái miệng nó có một cái vò miệng nó, cái miệng nó có giống như ống tuyếp vậy đó, nè cái ống tuyếp nè, cái miệng nó là nó giống như ống tuyếp, phải không? Mà có khả năng là đi cái vòng đời nè, từ trứng nè ha, qua đến mấy cái gì đó lớn lên tới thành trùng. Một số có thể truyền được bị virus nha, chứ đừng nói là virus, virus là test HPV nè, nó có thể truyền virus. Nhờ bỏ trĩ hai cái trồng thì các bạn thấy là rất nhiều cây trồng trên lúa, trên lúa thường thường bỏ trĩ nó chỉ gây hại giai đoạn nào các bạn? Giai đoạn mã thôi, phải không? Từ lúc ta xạ cho đến khoảng 20 ngày bỏ trĩ nó xuất hiện rất là nhiều, nhất là trong cái giai đoạn khô hạn này nè. Cái ruộng nào mà khô hoặc nước ít, trời nắng nóng, rất nhiều bỏ trĩ, thì bây giờ có thể là cái mùa bỏ trĩ đó hả? À, à, hại lúa này, hại cam nè, à, còn hại lúa nó có màu đen, nên hại cái cam quýt nó có màu vàng. Bên đây là các bạn thấy chuối nè ha, cái vết trái chuối nè, nó làm cho cái trái nó biến dạng, và trên cái trái gần cái cuống nó có cái vết đen, à, do bỏ trĩ đó. Thì con bỏ trĩ nó gây hại thường thường á, là nó gây hại, là nó gây hại, nó tập trung, nó có hai mặt, nhưng thường thường á phổ biến nhất là nó chích ở mặt dưới lá, mặt dưới lá nha, nó thường thường không, không thường thường mấy loại chích xúc như là bọ trĩ hay là nhện đỏ, thường thường mặt dưới nhiều hơn, nó mát mà, chắc có lẽ vậy. Thì trên lá là bọ trĩ nó chích mặt dưới lá, làm cho lá nó phát triển không bình thường, phải không? Cái lá cầu thứ nó cúp xuống, à, cúp xuống là bị hút thuốc nhựa mà xuống rồi trên chồi đó, làm cho cái chồi nó không ra lá ra trái. Trên bông, nhất là giai đoạn này ai trồng xoài đó ha, giờ mùa bắt đầu qua mùa khô, xoài rất nhiều bọ trĩ chích thúc bông, làm cho cái bông nó héo, nó khô, nó rụng hàng loạt cái đó. Mình tưởng là nó, mình tưởng là nó thiếu cái bo, thiếu cái gì đó, không phải, do bọ trĩ các bạn, à, bù dày đặc trên bông xoài. À, nếu xảy ra trên trái nó làm cho cái da trái nó khô, à, nhất là gần cuốc nó có cái màu màu xám xám trắng trắng này nè, người ta gọi da cám đó, ha, nhiều quá làm cho cái trái biến dạng, à, làm biến dạng và nó làm cho cái trái chúng ta xấu xí, vỏ nó xấu xí, xuất khẩu không được, bởi vì nó chích thuốc nhựa mà, làm trái nó bị mất cái dinh dưỡng này. Đấy. Thì như vậy là tóm lại là bỏ trĩ hại đâu, hại trên lá, chích thuốc lá non nào, hại trên bông, làm cho bông nó khô, nó héo, nó rụng, hại trên trái, à, thì tùy cái giai đoạn đó mình thấy có thể là nó là rất nhiều bộ phận gây trọng. Nhìn coi nè, trên bưởi nè, cái này tôi với anh Tuấn đi chụp ở Đồng Nai năm ngoái nè, à, cái bưởi non á, nhỏ nè, các bạn thấy ghê không? Cũng tháng này nè, năm ngoái nè, năm ngoái năm kia, cái đây 2 năm, năm ngoái ớt nè, cái này cây bơ nè, ồ chà cây bơ các bạn thấy vậy sao bán được? Ta gọi là da cá sấu, thấy không? Nó gọi là triệu chứng da cá sấu, tiếng Anh nó gọi là cái gì? Nó gọi là cái gì? Crocodile skin. Cái trên cái xoài nữa các bạn, cái này tôi chụp ở là cái này mấy năm ở Đồng Tháp, rụng bông hết đây, lá xoài nè, bỏ trĩ chích thuốc cho hoa hồng, nó hại trên cây hoa kiển luôn á, nhất là những cây trồng trong nhà kính nha các bạn, nhà kính nó nhiều lắm, nhiều bỏ trĩ lắm, nhiều nhà kính nhện đỏ lắm. Cà chua nè, sầu riêng đây, sầu riêng các bạn thấy bộ trĩ níu nhúc đây nè, hoa sầu riêng nha, à, bộ trĩ ở mặt dưới lá nè, à, lúc nhúc chỗ này nè, à, trên lá cam quýt nè đó, đấy nó trắng 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 giống như là cái nhện đỏ này,
Okay. Thì nói chung là trong cái điều kiện chuyển mùa trời nắng nóng như này đó, thời tiết nắng nóng, thì cái thời tiết mà nắng nóng rồi nó khô hanh, không? Là cái điều kiện để cho những loài chết thúc, chứ không riêng gì bọ trĩ đâu. Bọ trĩ, bọ xích mũi, nhện đỏ, rồi mấy cái loại rầy rệp, nó xuất hiện gây hại nặng, thuận lợi cho bọ trĩ. Chính vậy mà ở miền Nam á, thì bọ trĩ thường thường nó xuất hiện và gây hại vào các tháng nắng nóng. Thế từ tháng này tới đi nè, tháng 11, tháng 12, là đến tháng 3, tháng 4, tháng 5. Đây, thì bọ trĩ nó gây hại nặng là vì sao? Bạn thì vòng đời của nó ngắn lắm. Bọ xích mũi vòng đời nó trên tháng, nhưng bọ xích mũi, bọ xích bọ trĩ vòng đời nó chỉ khoảng trung bình 2 tuần lễ thôi. Đó. Nó nhỏ, nó đẻ trứng nhiều. Do đó nếu mà mình không có phát hiện kịp thời và không có nhận diện nó, phòng trị đúng cách thì thiệt hại nó nặng. Thiệt hại trên lá nó gì, nó thiệt hại trên bông xoài, nó giờ nó ra bông xoài mà bọ trĩ nó nhiều quá thì rụng bông hết, đúng không? Đấy. Do đó vào cái thời điểm này đó, nhất ở miền Nam hoặc miền Tây Nguyên, còn miền Bắc thì các bạn mùa nóng thì chắc khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Để thời nóng là có nó. Thì phải thăm đồng thường xuyên ha. Đó. Nhất là những cái nó có những triệu chứng mà chúng ta dùng mô tả đó, thì các bạn phải phát triển ngay. Còn theo cái quy định đó thì cái mật số của nó bỏ trĩ nó cao, tức là trên 3 con, trên 5 con. Trên một cái chồi hay trên lá, một lá mình thấy có 3-5 con thì đó là cái ngưỡng phòng trừ, và mình sẽ phòng trừ ngay thôi. Thật ra thì nó vào cái mùa nó thì một lá nó có hàng chục, hàng trăm con, năm con được, đúng không? Nhưng mà cái ngưỡng phòng trừ đó là 5 con, là một trên một lá là phòng trừ rồi đó. Thì để biết mọi trĩ mật số cao thấp thì khi mình dùng cái đó mình lấy cái tay mình búng lên cái lá, hoặc là mình lấy cái tờ giấy mình đập vài ba cái nó rớt xuống, nó coi có bọ trĩ không, mình đếm mình biết liền là ha. Chứ không cần phải dùng kính lúp, dĩ nhiên ai mà mắt kém dùng kính lúp, mà ai không thì mắt mấy em trẻ thì thấy được hết. Okay. Thì cái vòng đời của bọ trĩ là các bạn thấy không, vòng đời nó kéo dài như ta nãy tôi nói là khoảng 2 tuần lễ. Đầu tiên nó đẻ trứng ra, rồi ra cái sau đó tuổi 1 đến tuổi 2, thấy không? Thành đến với cái giai đoạn tiền nhộng, giai đoạn nhộng, thấy không? Mới thành được bọ trĩ. Thì nguyên một cái vòng đời như vậy nó kéo dài khoảng 2 tuần lễ. Trong xứ lạnh thì khoảng 3 tuần, trong xứ nóng mình thì nhiều khi khoảng 10 ngày, 15 ngày nó xong cái đó là, thấy không? Nếu đến với giai đoạn còn nhỏ nó vàng, sau này lớn lên màu đen. Cái trứng nó, một con nó đẻ trứng khoảng con cái con đứng khoảng 15-20 trứng, vậy là trứng nó nhỏ nè ha. Đó là cái vòng đời của nó. Mình thấy bây giờ bỏ trĩ cải cây trồng thì cái biện pháp đơn giản nhất là mình có điều kiện thì mình dùng cái vòi phun áp lực cao đó, phun lên. Bởi vì có cái con bỏ trĩ nó thích cái điều kiện nóng khô hanh, rồi giờ mình dùng cái vòi phun áp lực cao mình phun lên thì nó nước, áp lực nước nó đụng cái bọ trĩ nó rớt xuống, nó rớt xuống nó chết, thấy không? Áp lực cao phun nước để làm giảm một số bọ trĩ, thấy không? À, trên lúa các bạn thấy là bọ trĩ thực sự nó xuất hiện trên cái chân ruộng khô hoặc là nó nước xâm xấp, ít nước, trời nắng nóng, thấy không? Thì nhiều khi mình chỉ cần lấy nước mình phun nước không là nó cũng bớt, nó chết, nó không chết nhưng bớt. Và giai đoạn bọ trĩ gây hại trên lúa thì cũng kéo dài khoảng từ khi mình xạ đến khoảng chừng 15-20 ngày sau, hoặc sau đó thì nó cũng giảm dần đi ha, không có nhiều. Còn vào cái cây nó đang ra cái chồi đã nó đồng bọ trĩ cao, chúng ta dùng các loại thuốc. Mình có đăng ký đó nha, đăng ký bọ trĩ là Comlagon nè, Comlagon 250C nè, Sagosube 20C nè. Mình có Fanbit, mình xài Fanbit trị bọ trĩ là hơi sang, đúng không? Dùng có SK nè, Sabida nè, ha. Nói chung là bọ trĩ nó cũng phải là khó trị các bạn, nhưng mà cái thuốc có nhẹ nhẹ, điều nhẹ nhẹ có thể nó trị được hết thôi ha. Nhưng mà thường thường bọ trĩ nó gây trên bông điều, nhưng mà thường thường mình phun với bông điều mình dùng cái thuốc nào mà nó có cái dùng môi nó nóng thì nó có thể làm ảnh hưởng đến bông các bạn ha. Thành ra mình xài cái này, mình xài cái chuối cái này, người ta hay hỏi là nó ra bông thì bây giờ phun cái nào không có sao không, phải không?
thì nói chung giai đoạn mà cây ra hoa thì chúng ta mình phun cái phân bón lá và cái nước vô làm cái nhụy nó cũng hư nữa, đúng không? Chứ đừng nói tên thuốc trừ sâu nó xài dung môi. Còn nếu xài thuốc trừ sâu thì mình xài cái loại nào mà cái dung môi nó không có nóng, hoặc là người ta xài rồi người ta có kinh nghiệm người ta truyền, thấy không? Thì tôi theo tôi là những cái ở bên Campuchia người ta hay xài cái sẹt 10, sẹt 25 cũng được, 25 thì nó hơi nóng. Bây giờ mình không có sẹt 20 thì mình có sẹt 25 thì xài sẹt 25 nhưng pha theo cái đồng độ hướng dẫn trên nhãn, thấy không? Rồi sapenapa nó cũng được. Rồi cái comdagon, comdagon-C, dầu khoáng SK pha loãng ra một cái bình bình 20 lít thì mình pha khoảng 50cc dầu khoáng thôi, thấy không? Phun buổi chiều, thấy không? Để hạn chế ảnh hưởng trên hoa thì tôi nghĩ là ok thôi, không có vấn đề gì. Chú ý phải phun ha, phun là nhiều nước, phải không? Phun kỹ mặt dưới lá là nơi bọ gậy nó ẩn náu, thì tránh cái hiện tượng kháng thuốc thì nên luân phiên để tránh cái hiện tượng kháng thuốc. Và chỉ dùng thuốc khi mật số bọ trĩ nó cao thôi. Đó thì có một số cái về cái bọ trĩ thì cũng xin trao đổi với các bạn. Đây là cái thời điểm mà nắng nóng ở miền Nam với miền Tây Nguyên với là Nam Trung Bộ, Bắc Bộ thì bây giờ cũng mưa nhiều rồi, hoặc là Duyên Hải Bắc Trung Bộ. Thành ra những cái khu vực đó là cái tháng nóng đó, có bọ trĩ của bọ sinh mũi chúng ta cũng lưu ý ha. Rồi cái phần còn là các bạn có ý kiến gì không? Bọ trĩ thì đề tài này cũng có gì mới đúng không? Thì có ý kiến gì không? Có thì mình đi qua con chuột ha. Tất cả đề tài này tôi đã gửi cho anh Mai và cô Trang, thì anh cô Trang sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn có thêm cái tư liệu các bạn tham khảo ha. Còn giả sử có câu hỏi gì thì có thể điện thoại cho tôi ha. Ok, mình sẽ đón các em. Rồi ở khu vực các bạn có cái kinh nghiệm gì hay cũng có thể chia sẻ với nhau để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm nha. Thì chuyện cái buổi tập huấn thế này á thì không phải là tôi nói không, mà cũng mong muốn nghe cái ý kiến các bạn. Thì thật ra các bạn ở dưới địa bàn các bạn có những cái kinh nghiệm rất là phong phú, mà nhiều khi tôi thì cũng không có điều kiện đi hết, không cập nhật được. Và làm cái nghề này á là phải cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin với nhau chúng ta mới khá được, mới giỏi được. Chứ còn nhưng mà bị gì thì cái dịch giả này nó ở nhà hoài thì không có đi được, thành ra nhiều khi cũng rất là làm tiếc cho tôi. Thì tôi thích đi lắm, thích đi để mình đi xem hiện trường, mình đi học người ta có gì hay. Những cái mình biết á không bằng người ta đâu, nông dân người ta hay lắm, người ta có nhiều cái sáng tạo lắm, mà nhiều khi mình ngồi trong đây mình không biết. Thành ra mình phải lắng nghe, nhất là các bạn đi nhiều có kinh nghiệm gì hay mình chia sẻ với nhau, không? Dù cái thế này thì dùng cái gì, thuốc gì kinh nghiệm ta. Ngay vừa rồi các bạn nói dùng cái trên cạn, dùng cái trường ốc trên cạn, dùng cái abamectin phun hay lắm á. Là tôi có nói với cô Linh rồi mà tôi sẽ đích thân tôi làm cái này, đích thân tôi làm để tôi tìm hiểu. Không? Nhưng mà do cái điều kiện là dịch thì mình lớn tuổi thì đi nó cũng ngại, thành ra là để tình hình mới chích qua chích mũi em ơi, tôi mới chích mũi 3 đó, thành ra là thì không thì chích thì anh chích được mũi 3 là càng tốt, còn 2 mũi cũng được. Khi mà em có lịch đi tới đây em mời anh đi, mà hôm trước cũng đã nói với bé rồi nha. Đúng rồi, có thì mình phụ cái gì thôi. Mới chích thì hôm qua tôi nói trời ơi, hồi đó tới 6 tháng giờ rút xuống 3 tháng mình chích được 4 tháng rồi, thôi cứ đi chích thôi. Được 3 tháng ai lắm rồi đó. Nhưng mà hôm qua nó cũng đau tay, sáng này cũng hơi khó chịu xíu rồi thôi. Mấy ngày cho một phút thì hiện nay ở công ty đang bị rất là nhiều anh Ngọc ạ. Với anh em ạ. Hiện nay hôm sáng hôm nay á bị rất là nhiều. Rồi. Đây là chỗ cô Hằng thư ký rồi anh Khải rồi cái cô phục vụ của cô chị Hạnh ấy. Đấy rồi thì là Tố Uyên rồi thì nó không nhớ hết ạ. Thì anh Nguyên em à? Nói chung là bây giờ là nó nhẹ nhàng mà bị xong rồi thì là nó từ từ nó cũng khỏi thôi, nhưng mà nó không có hoang mang như lần trước. Thì chúng em mới test một loạt xong này, em mới test xong cũng đang âm tính, không sao. Trời ghê quá hay ta. Nhưng mà mấy người lớn tuổi là phải cẩn thận á.
giờ nó có cái chủng Omicron nó ghê quá. Một ngày đó nó anh mà mới có tuần lễ là 90.000 có 100.000 người nhiễm rồi. Đó, Việt Nam chích mũi 3, tôi nghe chích mũi 3 mặc dù tôi mới chích được chưa tới 4 tháng tôi chích liền. Cẩn thận đó. Nói chứ cũng phải cẩn thận, nguy hiểm lắm. Đó, cẩn thận quá. Hôm nay anh em ở văn phòng cũng rất là cẩn không thận. Không thì cơ quan này mới biết sao chứ cho làm đúng phía hay sao mình cũng làm. Nhưng mà có cái WeCare xa xa, WeCare tạm nó sẽ phun vô để khử khuẩn tốt. Anh nói là anh chuyển cho em clip như thế. Không, tôi đã làm cho. Tôi sẽ đích thân tôi làm. Mai. Tôi mua vật liệu rồi, tôi làm cho đích thân mai chứ tôi không mua. Qua đi mua hai trái rồi. Ủng hộ công ty mua hai trái rồi với trái cứ cắm hoa. Nhưng mà của mai tôi đích thân tôi làm. Tôi mua hết rồi, tôi mua vật liệu rồi. Dạ. Nhưng mình không qua cái đề tài chuột ha. Cái chuột á, là cái đề tài này thì mình chưa có thuốc nhưng mà sắp có. Tôi có nói mai là bởi vì cái mùa này mùa chuột, chuột có thể di cư từ Campuchia qua Việt Nam. Thường thường ở Campuchia bắt họ họ thu hoạch, họ trồng sớm hơn mình bởi vì bên nước nó rút ấy. Thì họ xuống giống trước, nhất là dùng gà mía Việt Nam thì nước nó vào nó rút khoảng chừng tháng, bên đó nó rút xuống khoảng chừng tháng tháng 9, tháng 10 rút cho bà họ xuống giống. Xuống giống thì bắt đầu chuột Việt Nam nó chạy qua bên Campuchia. Ở Việt Nam bắt đầu nước xuống rồi khoảng tháng 12, tháng 11, tháng 12 bắt đầu Việt Nam bắt đầu xuống giống thì cái bên Campuchia họ chuẩn bị thu hoạch rồi. Họ chuẩn bị thu hoạch thì cái chuột nó bơi qua sông, má nó qua nó gây hại bên ở bên Việt Nam. Thì cái chuột nó có di cư đó không? Đó, thì tôi có nói với anh Mai là thôi để làm cái đề tài chuột các bạn có thêm thông tin. Đó. Thế là mình cũng sẽ sắp có thuốc từ chuột Sagorat á, cũng sẽ có cái đề tài này để hy vọng cung cấp thông tin cho các bạn. Thì chuột là cái có nhiều loại chuột ha, cái chuột đồng của mình đó là cái Rattus, còn cái chuột nhà của mình đó là cũng là chuột nhưng mà nó Rattus norvegicus, loại chuột nhắt nữa thì nó là một cái loại khác nữa ha. Và ở Việt Nam người ta tính là có khoảng đến 7, 8, 9 cái loại chuột khác nhau ha. Nhưng mà phổ biến nhất là cái chuột đồng á, Rattus, nó gây hại trên lúa ha. Thì đó là một loại có vú ha, có vú. Thành ra ta hay thí nghiệm trên chuột là vậy, nó đổi máu nóng giống vú. Nó giống như là cái con sóc ha, nó là cái là đậm nhấm, thỏ, Rorantia, đó, đậm vật, đó. Thì mình nói sơ sơ và cái đặc tính của chuột. Nó đặc tính nó mắc tai là sao rồi có được con cá sống bao lâu thì di cư một năm đẻ mấy lứa để mấy con rồi phá hại sao thì được sao thì con chuột các bạn, con chuột nó có mắt thấy không, nhưng con mắt của chuột nó không có tốt, nó không nhìn xa được, không nhìn xa được thấy không, nó không có nhìn xa được, không phân biệt được màu sắc nha các bạn. Thành ra thuốc từ chuột có nơi là trộn màu xanh dương, có nơi trộn màu nâu, có nơi trộn màu đỏ. Thật ra cái điều đó không có ý nghĩa gì hết. Không? Bởi vì con chuột nó chỉ phân biệt đen trắng thôi. Thành ra anh trộn màu gì đó, có thấy công ty nước ngoài trộn màu xanh, Việt Nam ùa thì trộn màu xanh. Thấy Việt Nam thấy công ty nước ngoài nó trộn màu đỏ, nó ùa ra màu đỏ. Không? Thật ra là chuột nó không có phân biệt được màu sắc các bạn ha, phân biệt được màu sắc. Nhưng mà mắt không tốt nhìn không xa, không biệt được màu sắc, nhưng bù lại con chuột rất là tính tài, nó tính tài. Các bạn thấy con chuột á, mình con chuột nó nên đứng cách vì mấy mét, mình đứng mình rình nó, rình nó cái mình mới nhóm cái chân mình lên, nó chạy đi người ta nghĩ là chuột nó nhìn thấy mình, mắt nó tốt quá. Thật ra nó nhìn không có xa nhưng mà cái tai rất là thính, một tiếng động nhỏ thôi là con chuột nó ghi nhận liền và bắt đầu nó dọn chạy. Thành ra là mắt không tốt nhưng bù lại rất thính tai, đúng không? Và nó không có cảm nhận mùi được, không có, và nó có khả năng, xin lỗi, nó có cái cảm nhận cái mùi và vị rất là tốt, nhiều vị rất tốt. Thành ra cái thuốc trừ chuột các bạn thấy người ta hay trộn cái gì các bạn? Người ta hay trộn với dầu ăn nha.
để trộn với dầu ăn chút xíu, cái dầu ăn nhớt nhớt nó cái nhớt nhớt nó thích, nó cảm nhận mùi rất là tốt, thính tai nhanh nhẹn leo trèo, bơi rất là giỏi, bơi rất là giỏi, thành ra là nó có bơi qua sông được mà. Đó. Và chủ yếu nó phải về đêm, bởi vì ban đêm nó yên tĩnh đúng không, cơ chuột nó không có răng nanh, đó. Nhưng mà cái nó có cái răng cửa mạnh mọc dài, đó. Con chuột có nhiều khi các bạn nói nó ăn nhưng không phải, con chuột nó cắn phá nhiều hơn nó ăn. Tại sao nó phải cắn phá? Nó cắn phá nó mài cái răng nó ra, bởi vì nếu cái răng nó không cắn phá thì cái răng nó mọc dài hoài, mọc dài hoài thì hai cái răng nó sẽ cấn với nhau, nó đau, bắt buộc nó phải cắn phá để cái mài cái răng nó mòn đi, thấy không, để nó không cấn ngay cái răng. Thành ra chuột ăn thì ít mà phá hại thì nhiều là vậy, đúng không? Và khi nó mài răng thì cái gì nó cắn không được, phải không? Dây điện cũng cắn, gỗ cũng cắn, nóc nhà gì mấy cái gỗ cũng cắn, nhưng mà nó ăn nó mài răng thôi, đúng không? Đó. Thì cái chuột có tính đa nghi các bạn, tính đa nghi. Đa nghi thì chỗ nào nó nghi ngờ cái chỗ lạ, nghi ngờ thức ăn lạ, thường thường sống trong hang, không ra ngoài, vậy trừ khi ra ngoài nó kiếm ăn thôi, không bò ruộng lúa. Thành ra khi mà ta làm cái đánh bả bể chuột, người ta khuyến cáo là trong vài ba ngày đầu, trong 1, 2, 3, 4, 5 ngày đầu, 3 ngày đầu thì mình trộn thức ăn không có thuốc chuột. Rồi sau 3, 4 ngày sau chuột nó quen rồi, nó ăn rồi nó thấy không có cái gì lạ hết, không? Thì ngày thứ 4 bắt đầu mình trộn cái bả chuột vô thì nó lại ăn, nó ăn rồi nó chết thôi, phải không? Và nhớ trong cái bả chuột đó, cái thức ăn bả chuột nó thường thường thích cái gì? Nó thích mấy cái loại cám gia súc, thích cái mùi tanh, ha, nó thích cái mấy cái mọng lúa, ha, thích cám gia súc, ha, đó. Rồi thì ta nếu mà trộn người ta thường thường nó bỏ một chút xíu cái paraffin hoặc là cái dầu để cho nó con chuột nó ăn, nó thích ăn đó, ăn đó. Thì trên cây lúa chúng ta đấy thì thường thường con khi lừa con chuột nó thường thường nó phá hại vào giai đoạn làm đồng trổ chính. Tại sao vậy? Tại sao nó thường thường phá hại giai đoạn làm đồng trổ chính? Là bởi vì khi giai đoạn làm đồng trổ thì cái lúa nó sùm rồi, ha, thì con chuột nó chui vô chỗ kín đáo trú ẩn đó, nghe hại đó là gì? Thứ nhất sùm cái lúa mình. Cái thứ hai là khi cái lúa nó đang trổ thì cái cây lúa nó cái vị nó ngọt, thơm nó ngon, cái mùi hấp dẫn chuột nó đang để trứng ở đó. Rồi cái lúa chín thì có cái hạt. Vậy trên cây lúa chúng ta thì thường con hạt con chuột đó, nó gây hại vào giai đoạn mà cái lúa bắt đầu cuối giai đoạn để nhánh đó, bắt đầu chịu cái giai đoạn làm đồng trổ chính là nó hay có là thích ăn đó, không? Còn giai đoạn trước đó thì con chuột nó ít khó lắm ha. Và thường thường từ cái đám ruộng của mình á, mình thấy nó chuột nhiều ở đâu? Chuột nhiều ở cái gốc kẹt á, ở giữa ruộng á, thì nó có nhiều chuột nó làm trong đó. Và nhiều khi nó làm cái tổ luôn cái trên cái lúa mình đó. À. Có một điều lưu ý các bạn là con chuột nó bơi được, bơi rất là giỏi, nhưng mà nó không thích nước các bạn ha, không thích nước. Thành ra các bạn chú ý năm nào mà trời nó hạn nặng á, năm đó chuột nhiều. À, nhớ chú ý cái đó. Nó bơi lội được, bơi qua sông được. Nãy tôi nói là nó di cư từ Campuchia qua Việt Nam vào tháng này nè. Tháng 11, tháng 12, tháng 1 rồi nó di cư từ Việt Nam, từ Campuchia qua Việt Nam. Rồi khi Việt Nam bắt đầu hết lúa rồi nó lại bơi ngược về Campuchia. Và một lần nó đi vậy ha, đi cái hàng ngàn con á. Thấy sợ luôn á. À, năm nào hạn nặng năm đó có chuột nhiều. À, có một đặc điểm là chuột không có khả năng đi lùi các bạn ha, nó không có đi lùi được, nó không có đi thụt lùi được như mình. Là cái hang đó thì các bạn thấy là thấy nó có một ngõ vào, nó có ngõ ra nữa đó, chứ trong cái hang nó nhỏ, nó không có xoay cỡ đi được, không đi lùi được. À,
Thành ra trong hè nó có nhiều cái ngóc ngách để nó di chuyển. Thành ra mấy ông bắt chuột là họ rảnh cái này lắm. Bịt đầu cái làm kia nó giọt cái kia là chụp thôi. Giờ chuột có được cái không? Có con chuột được chuột cái chứ hả? Nhưng mà khi nó chưa trưởng thành, chưa thành thục thì chúng ta không phân biệt được con nào được con nào cái. Khi nó lớn rồi đó thì mới phân biệt được con cái được cái ở dưới bụng nó có một cái hàng vú đúng không? Rồi cái khi mà nó thiếu thức ăn hay là thức ăn hay là cái dân số nó quá đông rồi đó thì con chuột nó sẽ di cư. Thì chuột nó sống bao lâu? Thì nó sống khoảng một năm thôi. Hiếm khi con chuột nào nó sống trên 2 năm. Sống hàng năm. Và chuột cái sống lâu hơn chuột cực, phải không? Giống như con người vậy ha. Người ta thì nữ ở nước ngoài mà nước như... Nói chung nữ sống lâu hơn nam. Nhiều tuổi thọ trung bình của người là 75 tuổi ha. Thì nữ có thể nắm 75, 76, 77, 80. Và nam thì khoảng tới giới hạn khoảng 75. Dĩ nhiên có người sống cả trăm tuổi nhưng mà nói chung là sinh vật cái thì sống lâu hơn chuột đực, cái con đực trả lâu hơn chuột đực. Thì cái đặc tính học là chuột là loài ăn tạp, ăn cái gì nữa không ăn, ăn cả cá, con ốc sên, ốc bươu vàng, cua gì làm loát hết. Cái thời gian trưởng thành của chuột khá sớm các bạn, cái này các bạn có lẽ không biết đâu, sau khi nó đẻ xong á, con chuột con lớn lên á, thì khoảng 1-2 tháng sau nó bắt cặp nó đẻ lại đó, đẻ lá tiếp. Thì khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng thôi là cái con chuột con nó lớn lên, nó thành thục được cái là nó bắt cặp đẻ tiếp. Và trung bình 1 năm như vậy là chuột nó khỏe đạt khoảng 4-6 lứa, phải không? 4-6 lứa, một lứa nó khoảng 5-12 con tùy, phải không? Thì cái điều kiện mà nó đầy đủ thức ăn thì nó sẽ đẻ nhiều. Trừ cái điều kiện của môi trường nó khắc nghiệt. Phải không? Môi trường nó khắc nghiệt nó đẻ nhiều. Nó đẻ nhiều để tái lập cái quần thể của nó. Nhưng mà giả sử nó đầy đủ thức ăn thì nó đẻ ít thôi, phải không? Đẻ khoảng 3-4 con thôi. Nhưng mà giả sử mình diệt chuột hết. Phải không? Từ thời gian đầu ấy, cái dân số chuột nó giảm xuống, nhưng sau thời gian đó thì rất nhiều chuột. Bởi vì nó sẽ đẻ nhiều để nó tái lập quần thể của nó. Không? Thì có bài toán đố này nè. Toán đố này ha. Đầu năm có một cặp chuột. 1 tháng 1 á, là 1 tháng 1 có một cặp chuột. Trong cặp chuột đó có con đực con cái. Không? 3 tháng sau thì hai con này bắt cặp đẻ tiếp ra. Mình giả sử nó đẻ là 6 con. Trong đó có 3 con đực, 3 con cái. Phải không? Thì hỏi năm. Từ một cặp chuột, 2 con. Thì nó sẽ có bao nhiêu con? Giả sử sống 100%. Ở bài toán vậy, các bạn nào làm được thì gửi cho tôi cái đó. Ai đó tôi có phần thưởng đặc biệt. Em trả lời luôn thầy ơi. Em biết, rồi em nói, em biết để em làm rồi. Em không nói ra. Đáp án là 6 giai thừa thầy. Hả? À. Là bao nhiêu con? Cụ thể là bao nhiêu? 6 giai thừa là 720 con thầy. Đây. Sai. Đầu năm một cặp chuột nha. 3 tháng sau đẻ là 6 con, 3 đực 3 cái. Thấy không? Thì 3 tháng 6 tháng sau là mấy cặp đẻ? Má sao mấy con này nó đẻ nữa? Rồi 6 tháng rồi 3 tháng sau nữa là 9 tháng thì cái con đẻ nó vẫn đẻ, cái con cha mẹ nó vẫn đẻ. Con nó vẫn đẻ, con cháu nó vẫn đẻ. Rồi 3 tháng sau nữa, cha mẹ vẫn đẻ, con đẻ, cháu đẻ, chắc đẻ. Bao nhiêu con? Như 700 mấy là sai. Làm cái toán đây đi các bạn. Làm cái mình làm cái toán theo cái thành tháp á. Đó ra. Rồi, chuột chủ yếu gây hại ban đêm ha. Bởi vì ban đêm nó yên tĩnh. Gây hại nặng trên lúa nha, gây hại đồng trổ. Trên lúa đó. Còn nếu bị hại sớm thì cái lúa mà cái hại sớm á, thì nó có thể phục hồi được, nó ra cái chồi non mới. Thấy không? Nhưng mà nó hại sớm tức là nó hại trước 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 30 ngày đó nha. Trước vậy rồi để nhánh tối đa nó có thể ra cái chồi mới. Rồi sau giai đoạn khoảng 35 ngày thì nó cái chồi vô hiệu rồi. Đó. Không phục hồi được.
chuột có nhiều thiên địch phải không? Rắn, trăn, rồi chim, rồi mèo, chó, bệnh hại. Nhưng mà thiên địch chính của quan trọng nhất của chuột là chính là con người đó, bắt thịt chuột ăn. Đấy. Thì phòng trừ chuột ha. Đối với chuột chúng ta phải phải làm đồng loạt các bạn, làm sớm từ đầu vụ ha, phải làm điều khắp và có sự tham gia của nhiều người. Chứ còn trên cái đồng mà chỉ có một vài nhà làm, nhà kia không làm, ở trên ruộng bỏ hoang, đúng không? Trồng cái cây, trồng cái cây, trồng cái cây trụ, trồng cái cây bê tông thì bán đất thì chuột cái vô nó ở thôi. À, còn phòng đó thì xác định ở thời vụ thích hợp ha, để gieo trồng đồng loạt, thấy không? Nếu mình gieo trồng trước sau thì cái chỗ nào ra trước thì để có chuột, còn cái chỗ nào gieo sau thì bắt đầu chuột nó tụ lại nó phá hại, thấy không? Thành ra nên xác định gieo trồng đồng loạt. Rồi thứ hai nữa là không có nên trồng quá nhiều loại cây trồng trên đồng để lúc nào có chuột có người thức ăn, thấy không? Rồi vệ sinh đồng ruộng tốt, rồi bảo vệ thiên địch vân vân. Chị thì các bạn biết rồi ha, dùng 7 cây trồng, dùng nước để tổ chức săn đuổi đào hang, đánh bẫy sông khói vân vân, đánh bả thuốc diệt chuột, không? Bây giờ nói chú từ chuột, bây giờ chuột thì hôm nay có một số loại thuốc diệt chuột hiện cũng phổ biến hoặc đã cấm, thì cái là Storm hiện nay nó là Storm là phổ biến đó ha, cái lượng là 0,005% là flucomafen, các bạn tính chất là chống đông máu thôi đấy. Rồi cũng hiệu quả tương tự như vậy là cái Radka là warfarin, nhưng mà phạt đi chống đông máu thì cái này như hình như cũng hạn chế và cấm sử dụng rồi. Cái Clarat tức là Asagorat của mình đó là Prodifacom á, sắp mình có đăng ký rồi đó, chắc khoảng thời gian tới một hai năm nữa sẽ có thể năm tới hoặc năm kia, nó cũng chống đông máu. Rồi cái Curat, cái Promadiolon cũng chống đông máu đó, là ba mấy cái loại đó là phổ biến đó ha, là cái Flucomafen, cái Flucumafen, rồi Cumafen, rồi cái Bromadifacoum, rồi cái Bromadiolon, đó mấy cái loại đó là hiện nay thì chuột rất hiệu quả ha, mà phổ biến thị trường. Ở Zinfot của mình đó là cấm rồi, bởi vì nó dễ cháy nổ. Xì gà, xuyên phiêu, Racumin, Biorat thì nó có cái vi khuẩn Salmonella, nhưng mà của Cuba. Nhưng mà năm ngoái xuống thì họ có cộng cái warfarin cũng vậy thôi, chứ không phải sinh học gì hết. Nhưng mà sau này không có làm nữa, là bởi vì lúc đầu nó đưa ra cái này khoảng năm 2000 đó, ở dưới Cần Thơ nó có nhà máy rất là lớn ở Cần Thơ đó. Thì năm ngoái năm kia thì mình có xuống mình thăm, nhưng mà không đi đến đâu, họ muốn bán cái nhà máy luôn. Nhưng mà mình thì đâu có hợp tác thì ok, nhưng mà bán thì mình mua thì đâu có tiền đâu mua sao. Nhưng mà tìm hiểu kỹ là trong này nó cũng có warfarin đó. Một cái loại mới nữa là Capraci, là cái Casiveron của Mỹ, nhưng mà năm ngoái chỗ tôi với lại chỗ anh Tính ở Đồng Tháp có làm đấy, có làm cái này, thì cái này nó rất là thuốc sinh học rất là hiệu quả, nhưng mà không đi tới đâu nữa bởi vì giấy tờ thủ tục rắc rối quá, rồi cái giá đắt nữa, cũng không đi tới đâu. Rồi chuột thì đến đúng 9:30 là hết giờ đó, thì phần trình bày của tôi hôm nay thì tối gồm 4 cái chuyên đề ha. Thứ nhất là cái con bọ xích mũi, thứ hai là con bọ trĩ, cái thứ ba là ốc bươu vàng, cái thứ tư là chuột.